Hello tất cả em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BeastG đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà BeastG chơi liên minh điện thoại này nè ơi. Thì ngày hôm nay, nếu như em đã quá quen thuộc với cái lối lên đồ gọi là Lucian, chí mạng hoặc Lucian sắc lực kiểu á, thì hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách của anh em mà rất nhiều năm đặt ra cho mình nha. Đó chính là Lucian AB nha. Thì nên là muốn mình làm cái gì hoặc là thử thách nào mà muốn mình làm thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện từng cái, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất nha em ơi. Thì hôm nay mình sẽ chơi Lucian AB nha. Bắn W thôi là đủ thốn rồi. Chơi cái này thì em chỉ cần lên full W với lại là full R là được. Còn nếu như mà em còn skill thì em lên full E. Còn cái Wii anh em chỉ nâng một nóc thôi cũng được. Còn nếu như em là thích có máu thì W hay là Wii luôn cũng được anh em ơi. Ấy á, W hụt kìa. Ủa chuối không như thế này. Được một cái màn hỗ trợ ạ. Lúc đầu bắn À không được anh em ơi, phải đá tốc biến lên là chắc là đổi mạng với lại là chưa chắc nó còn tốc biến không nữa. Sau đó bay tốc biến lên là chết luôn á. Chỗ này thì thực sự là cũng không có cần suy nghĩ gì quá nhiều nữa mà anh chỉ cần W thôi là được. Chỗ này là đúng dễ luôn á, anh chỉ cần W thôi nha. Lúc đầu W thì hơi yếu nhưng mà anh chỉ cần lên được một món đồ AB hoặc là nửa món đồ AB thôi. Thì thực sự mình nói với anh em là một W là nửa cây. Một W là nửa cây ạ. Mình sẽ có ba thằng đi top thế này bạn ơi. Và bớt thằng đi chứ, Yumi kia tách ra mày, thằng Lee Sin xuống bớt đó mày. Lee Sin đi mít kìa. Ôi bay đúp top là như thế nào? Úi xời ơi. Mình đã từng làm Lucian vô cực nè, Lucian chí mạng nè, hay Lucian full vô cực các kiểu anh em ơi, Lucian sắc lực á. Thì nếu như em đã quá quen thuộc rồi thì thật sự là hôm nay là một trải nghiệm mới cho tất cả nữa đó. Anh em mà chưa từng thử gọi là Lucian lên full AB ở trong chế độ URF thì mình khuyên anh em hãy nên thử một lần ở trong đời. Tại vì thật sự khá là mạnh và chơi nó cũng khá là dễ chơi và chơi thật sự nó vui lắm anh em, nó không như Lucian đam đâu, phải bắn lướt cái kiểu rất là mệt mỏi. Còn Lucian này em chỉ cần W thôi là được rồi. Mình nói thẳng luôn, chỉ cần W thôi nha, không cần nhiều đó. Nếu skill thì lướt thêm cái E thôi. Anh em thích thì nâng Wii, còn không mà nói khỏi nâng cũng được, không sao hết đó. Wii này lên AB thì cũng có một tí đam mà không có nhiều đam cho lắm. Cái thằng Yumi này đi top nãy giờ đi với nó là không tốn máu luôn anh em. Bắn như nó hồi máu lạng nhiêu khó chịu thiệt. Xin cái ui ghê vậy. Ây da, Yumi là khó chịu nha. Cái bản ngọc mình đang mang cho Lucian này là cái thu thập hắc ám nha anh em. Đây là một cái bản ngọc mà nghĩa là thích hợp nhất luôn cho Lucian lên mà AB đó. Còn Lucian đam thì nên mang mưa kiếm. Còn Lucian AB nên mang cái này là chuẩn nhất rồi. Cái thằng Yumi này mày về coi. Ý chuối anh em ơi. Mày xin. Let's go lên luôn. 2-2 mà. Mày nè. Mày hồi máu bằng tao có máu không? À vô luôn. Vô luôn hả? Vô luôn hả? Bắn luôn chứ anh em. Bắn luôn chứ anh em. W hơi đầu đấy. W hơi đầu đấy. Nửa cây liền. Cái combo mà mình nghĩ là dễ làm nhất với con Lucian này khi mà em lên AB á, chính là khi mà nó lên level 6 á. Anh em W này, anh em R cái là chết thằng. W R cái là chết thằng khi mà nó lên level 6 nha. Ô chuối kìa. Xin cái thu thập nào. Xin cái thu thập hắc ám nào. Sẽ có thằng bài này nữa đây. Đồng thế này. Aram top à. Bốn đứa top bên em à. Thế này thì mình chịu á. Xin thu thập hắc ám nào. Ồ không trúng kìa. Xin thu thập nè. Tốc biến nha. Hồi máu nha. Tốc biến hồi máu nha. W né sao. W cái này bự lắm. W Lucian này khó né thật sự luôn á anh em ơi. Anh em nào phải gọi là né kiểu như là như tool, hoặc là anh em biết trước là nó bắn á thì nó mới né được. Chứ thật sự là nếu như mà anh em đứng ở gần gần nó bắn W là rất ít khi hụt, hoặc là rất là khó hụt nha. Tại vì W này nó vừa bự, nó vừa xa, với lại là nó còn lan nữa đây em ơi. Bắn nó lan ra nữa. Ok, hên quá còn hoài anh em ơi. Nhiều khi mình phải qua mình chết lại á. Không biết cái này là dúng mình hay không. Mày top đông lắm, giờ top lại vắng bóng người. Không, về nhà mua đồ thôi.
gần 3.000 tiền rồi. Ok, anh em đã xem hay thử đến đừng quên để làm like ủng hộ nha. Đó là động lực rất là lớn cho mình tiếp tục làm video và gửi tới tất cả anh em đó. Và nếu như anh em nào có ý tưởng gì hay cứ bình luận ở phía dưới nha. Món mình nghĩ là mình sẽ hướng tới chính là cái kiếm súng Hextech rồi đi. Lúc đầu mình tính lên cái trường Phaler Rila anh em ơi, để mình cho nhanh tí á, nhưng mà đủ tiền lên kiếm súng thì lên luôn. Tại vì cái món này kết hợp với Lucian AB sốc đam khá là tốt. Với lại là có hiệu ứng á. Con Lucian này thì được cái là nó không có hiệu ứng khống chế nữa mà. Nên muốn bắt nó thì cũng hơi khó. Lên kiếm súng này là quá tuyệt vời rồi. Có liều thốn không? Anh em cứ bình tĩnh nha. Level 6 nè. Cái combo mà nói với anh em rất là nhiều lần rồi. Đó, WR. Mạnh đừng hỏi luôn. Mình nhớ không nhầm là cái R này nó tỷ lệ thuận với sức mạnh phép thuật hay sao á. Nên đồng nghĩa với việc là anh em lên nhiều AB thì cái R này nó càng mạnh nha. WR là một cái combo rất là dễ xài, dễ mạnh nữa. Ui, đau thế nhờ. Đấy, anh em thấy không? Với lại là khi mà anh em W trúng đó nha, anh em bấm R vào á thì anh em sẽ được thêm tốc chạy nữa, vừa né skill, vừa R kiểu như là chuẩn xác hơn. Khi mà nó né anh em có tốc chạy. Anh em rượt cho nó, anh em bắn. Đấy, lên cái này nha, tại vì team bạn có Yumi á anh em, tí nữa gặp nó thì bắn thẳng mặt luôn không phải sợ. Ok chưa? Có tôi nè, không ăn được cứ để tôi nha. À, xếp tóc biến à. Mày nè. Ok luôn. Mình xin à. À, chuối kìa anh em. Ui, Lý Sinh cũng mạnh phết nhờ. Ui, trận này tới mình ép đảo. Ui, anh em về đi, đừng anh em. Ui, đã thắng như vậy rồi mà còn thắng bê trụ nữa. Chơi từ thôi. Bê trụ căng vậy các bạn. Chủ căng quá nha. Đây, ra tới sức mạnh cho anh em xem nè. WR nè. Một combo rất là dễ xài, dễ chơi, dễ trúng thưởng anh em. W kiếm súng nè, một mạng nữa. W quay nè, một mạng nữa. Mày ùa nửa cây. Let's go. Ngon. Chiếc bộ kill đúng không ta? What a kill luôn à. Ui, mình giết nhiều đấy nhờ. Mình giết kiểu như là mình không kịp đếm luôn anh em. Cứ bay vào W một phát nửa cây. Xong mà thằng nào còn tí máu á là thêm WR là chết. Rồi, khá là giàu. Rao ăn một file qua ra kêu về nhà cũng như là thành đại gia luôn anh em à. Đánh từ từ thôi anh em ơi. Anh em chơi thì giết mạng cái thoải mái nha, mà đừng có bê trụ là mình mừng lắm rồi. Bê trụ chán lắm. Đây. Ủa không chết. Nhưng mà cái combo này không thích trượt được. À, bắt tôi. Xin cái tuổi luôn. Lý Sinh trận này xanh quá nhờ. Lý Sinh trận này khá quá nhờ. Lý Sinh ơi, mà cho tem nó chơi được coi. Xin nó quẩy kinh khủng không? Hay, nice. Tuyệt vời. Nè. Cứ gọi là sốc đam mà không thể nào mà trượt được luôn á nha anh em ơi. Cái combo này khó trượt. Ôi, một W nửa cây kìa. Thấy không anh em? Một W nữa nè. Từ. Cái thằng Brand tội thật. Ăn đúng 3W của mình đi luôn ạ. Mình đang có một cái gọi là sức mạnh vô hình, đó chính là thu thập ám đó anh em. 24 stat rồi. Ây da, hụt. Còn lên hả? Còn lên hả? À, không trúng kìa. Ok. Đổi mạng khô máu luôn, vậy nó mới kích thích cho anh em. Rồi, sắp lên được cái mũ rồi nè. Cái này mình thề với anh luôn nha. Anh em chỉ cần lên Lucian full AB mà lên full đồ được á, tầm 800 mấy phép. Còn nếu như mà anh em chơi lâu hoặc là ăn baro các kiểu á, anh em lên được 1000 phép á, thì mình thề với anh luôn là một W là hơn nửa cây, là 100%. Anh em nào mà không tin thì cứ test thử đi nha. Full AB mà tầm 1000 app á, anh em W một cái thôi là hơn nửa cây. Mạnh lắm anh em ơi. WR này combo khó trượt. W xong anh em nâng full E
full E xong năng full R, rồi xong còn skill xong rồi năng quay thôi. Quay đừng có năng, quay năng ủ lắm. Ui anh em chơi đừng có bà chủ nha, mà chơi làm sao mà tem bạn không dám ra khỏi nhà luôn à. Ồ, lại xin là trâu quá nhờ. Xin máu nhiều quá. À, à. Ê, cứu tôi cái. Ồ, hên quá. Lúc quá. À, bay lại luôn hả? Mình xin, ơ. Không ăn được à. Cái này bắn thường khá là yếu nha anh em. Anh em chỉ cần W thôi được rồi, bắn thường yếu lắm. Trời 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 trời. Tem mình nó quẩy kìa. Đừng có bà chủ, chơi thì chơi đừng có bà chủ đêm. Rồi mờ thôi về đi. Chơi vui đi anh em. Căng thẳng quá. Mình nghĩ là con này là nó mạnh nhất đó, là cái giai đoạn đi lên đấy em ơi. Với cái việc mà W được liên tục quá, có máu khá là phê. Còn lúc một cái boss thì anh em phải dựa vào kỹ năng của anh em rồi. W chúng hay không là tùy vào anh em thôi. Mà W này khó hụt thiệt, khó hụt lắm. Ai muốn chơi mình kìa. Ây à, cày lắm. Cày lắm anh em ơi, sao mà không cay được. Cấu vắt cái đây. Đi xin cấu lắm anh em à. Xin phải đó cấu, phải đó chắc ép kè luôn cái chơi bời nữa. Ui, ông nào ăn Baron luôn vậy? Lại là Lý Sinh. Vào đây bạn, làm vai đó đi, làm phá đi. Ồ, chuối này, chuối này, chuối này, chuối này, chuối này. Cái combo mà nói rồi khó hụt lắm. WR khó hụt lắm anh em. Ôi, 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 ôi. Tay mình nó quậy kinh ha. Cho nó chơi game nữa. Ủa, sao nó chậu cái gì? Ây da, ây da. Mày. Thôi, thôi, về, về, ông nào thấy sư dễ không vậy? What the fuck? Thấy sư dễ? What? Thôi. Thôi. Ma. Coi kìa. Đang nó ăn Baron thôi cũng đành rồi em ơi, nó còn thấy sư dễ. Nó vô tốc biến nó đập trụ nữa thôi. Cháu chịu. Không mà, tên bạn muốn nghỉ chơi luôn mà. Nó ăn Baron thì cũng đành rồi em ơi, thấy sư dễ nó đập trụ đó. Đây đây đây, để tôi ăn nó nè, để tôi ăn nó nè. Cái tầm bồ á, à, tóc biến hả? Mày. Mình xin. À cái đầu. À. Rồi. Hút máu, hút máu, hút máu, hút máu, hút máu. Hút máu, hút máu. Ồ đầu hàng luôn kìa. Ok, và xin tất cả các nhà tạm biệt em. Hẹn gặp lại lần sau nha. Chắc là nhớ like và share ủng hộ nhé. Bye bye.